một người rất là tốt nhưng mà lại vô cùng nhạt nhẽo, với lại một người hơi tệ một chút xíu nhưng mà lại vô cùng thú vị, thì không biết bạn sẽ chọn ai ha? Nếu mà nói thì em sẽ chọn một người nhạt nhẽo nhưng mà họ tốt. Em sẽ chọn trai bad ạ. Mình chọn bad boy nha. Xin chào tất cả mọi người, mình là MC của Siêu Thám Tử. Và ngày hôm nay cái chủ đề của mình đó chính là giữa một chàng trai tốt nhưng mà hơi nhạt nhẽo một chút xíu với lại một chàng trai hơi bad nhưng mà lại vô cùng thú vị, thì không biết những người ở đây họ sẽ chọn ai ha. Chào, rất là khó ha, rất là nan giải luôn, nhưng mà mọi người đi theo mình để xem coi mọi người ở đây phản ứng như thế nào nha. Đi theo mình nào. Xin chào bạn, mình đến từ Siêu Thám Tử và ngày hôm nay mình có một vài câu hỏi nhỏ muốn đặt cho bạn, không biết bạn sẵn sàng chưa? Dạ em sẵn sàng ạ. Rồi thì chúng ta cùng bắt đầu ha. Thì lời nói đầu tiên, bạn có thể giới thiệu bản thân mình một xíu được không? Em tên Trâm, em sinh năm 2005 ạ. À rồi, ok nha. Thì câu hỏi đầu tiên là về việc chọn người yêu á. Mình sẽ cho bạn hai lựa chọn, một là một người rất là tốt nhưng mà lại vô cùng nhạt nhẽo, với lại một người hơi tệ một chút xíu nhưng mà lại vô cùng thú vị, thì không biết bạn sẽ chọn ai ha? Nếu mà nói thì em sẽ chọn một người nhạt nhẽo nhưng mà họ tốt. Ủa tại sao lại vậy? Thì nếu vậy cuộc sống của bạn nó sẽ là vô cùng đều. Dạ, nếu mà người ta nhạt nhẽo thì mình có cách để người mình giúp cho người ta mạnh mặn hơn một xíu. Vậy tại vì em bản thân em là em cũng mặn rồi, cho nên là em nghĩ là em có thể làm bạn đó em có thể làm cho bạn đó mặn thì em. Rồi ok, thì mình hiểu rồi ha. Thì thì theo bạn á, nếu như mà lỡ mà bạn nó xuất hiện á thì bạn có thể sẵn sàng giúp cho người đó mạnh hơn được nữa đúng không? Dạ. Nhưng mà liệu bạn có nghĩ rằng là cái việc đó nó lại là không có đúng với bản thân bạn ấy không? Dạ. Không, ý là bạn mong muốn rằng là bạn ấy sẽ thay đổi vì bạn, hay là bạn vẫn mong muốn rằng là bạn ấy vẫn là bạn ấy, miễn sao bạn ấy hạnh phúc là được, bạn sẽ chấp nhận. Em sẽ làm cho bạn ấy thay đổi, như không có cô gái nào mà thích chàng trai của mình nhạt nhẽo hết. Đúng này, tất cả đều đúng. Ok nha. Nhưng mà nếu mà đặt trường hợp đi nha, một cái tương lai hơi lớn một chút xíu, thì liệu bạn có nghĩ rằng cái gu của bạn nó sẽ thay đổi không? Vậy nếu mà gặp đúng người thì mình có người chỉ cần không cần người ta thay đổi mà tự thích nơi được. Không có cô gái nào mà thích chàng trai của mình nhạt nhẽo hết. Rồi ok, mình hiểu rồi. Thì cái cuộc phỏng vấn ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Mình cảm ơn bạn xinh đẹp nhiều nha. Dạ. Chúc bạn sẽ ngày càng xinh đẹp và sẽ tìm được một tình yêu cho cuộc đời của mình. Dạ em cảm ơn. Xin chào bạn, mình đến từ Siêu Thám Tử và ngày hôm nay mình có một vài câu hỏi muốn phỏng vấn bạn xinh đẹp ngày hôm nay. Thì không biết bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ sẵn sàng ạ. Rồi ok, chúng ta cùng bắt đầu nha. Thì lời nói đầu tiên, bạn có thể giới thiệu bản thân mình một xíu được không? Em là Phương Nguyên, hiện tại em đang là sinh viên năm tư của Hufflet ạ. Rồi ok nha. Thì mình có một cái câu hỏi ở đây. Thì nếu như mà giữa hai lựa chọn, một là một chàng trai tốt nhưng mà lại hơi nhạt nhẽo một chút xíu, với lại một chàng trai hơi bát một chút xíu nhưng mà lại vô cùng thú vị, thì bạn sẽ chọn ai đấy ta? Em sẽ chọn trai bát ạ. Sao vậy? Tại sao lại như thế? Bạn không sợ là cuộc đời của bạn sẽ bị chán rồi bị các kiểu sao? Bạn không sợ hả? Tuy ngu nhưng mà gu thì chịu vậy. Mày bị điên à? Ủa chết rồi. Ủa sao có em dễ liều đó. Cái này là hơi khó nha. Trời ơi, quyết tâm liều. Mà lỡ mình có bị như vậy á thì mình có vượt qua được không nè? Không biết nữa. Nhưng mà không vượt qua được thì cũng phải thử thôi chị. Tại vì kiểu nó đúng gu quá rồi. Đúng rồi, đau người không có bỏ được đâu đúng không nè. Thì nhưng mà lỡ nha. Dạ. Lỡ trong tương lai cái tự nhiên ông trời ban cho bạn một người yêu hơi nhạt nhẽo một chút xíu, thì bạn có chịu nổi không? Nếu mà lỡ đó là duyên số thì em cũng sẽ chấp nhận. Trời ơi. Kiểu nếu mà không còn cách nào khác nữa rồi. Không còn cách nào khác rồi. Vậy bạn có nghĩ là bạn sẽ thay đổi được bạn ấy không? Có thể. Nhưng mà em nghĩ là về lâu về dài thì ảnh sẽ ngày càng đồng bộ với mình á. Đồng điệu, kiểu hai người sẽ đồng điệu được với nhau. Ủa mình lỡ anh không đồng điệu sao? Anh nói là cái đó không phải là ảnh. Thì mình sẽ đồng hóa ảnh luôn. Trời ơi, quá là tuyệt vời luôn. Cô gái của tôi ơi. Vậy thì cho mình hỏi nha. Dạ. Bạn đã từng yêu một ai mà nằm giữa hai người đó chưa? Kiểu là, ý là bạn đã từng gặp một chàng trai nào đó giống
một trong hai người cô của mình đã từng đưa ra không? Thì chưa. Chưa luôn? Chưa. Là tất cả đều nằm giữa luôn? Là tại vì em chưa có người yêu. Không sao hết. Sau tập này sát sống thì bạn lại có không chỉ một mà nhiều người yêu sao đúng không? Ai biết được. Trời ơi, cô gái xinh đẹp cũng không như vậy mà. Thì rồi, mình cảm ơn bạn nha. Thì chúc bạn sẽ càng ngày càng xinh đẹp và thành công hơn nữa. Cảm ơn bạn nhiều nha. Xin chào bạn, mình đến từ Siêu Thám Tử và ngày hôm nay mình có một vài câu hỏi muốn đặt cho bạn, không biết bạn đã sẵn sàng chưa ta? Tất nhiên rồi. Trời ơi. Xéo sắc luôn. Rồi chúng ta cùng bắt đầu nha. Thì lời nói đầu tiên, bạn có thể giới thiệu bản thân mình một xíu được không nào? Mình là Huy, đại học năm 2. Rồi có người yêu chưa? Tất nhiên chưa rồi. Trời ơi. Nghĩ gì vậy? Mình đẹp mà. Trời ơi. Ủa đẹp là không có người yêu à? Đẹp phải có người yêu chứ. Người yêu bỏ qua đi. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nha. Thì cái câu hỏi đầu tiên muốn dành cho bạn là giữa hai người, một người thì rất là tốt nhưng mà lại hơi nhạt nhẽo một chút xíu, với lại một người hơi bad một chút xíu nhưng mà lại vô cùng thú vị, thì bạn sẽ chọn ai? Mình chọn bad boy nha. Tại sao lại chọn bad boy? Trời ơi, liệu như vậy bạn không sợ cuộc đời bạn nó sẽ đi về đâu? Nè, nếu mà không chơi được thì mình chơi lại. What? Trời ơi, kinh khủng vậy. Bạn chắc chưa? Dạ. Trời ơi, mà lỡ một người đó bát quá rồi đi. Thì lỡ mà bạn đau buồn quá rồi thì làm sao mà bạn vượt qua được, đúng không? Bỏ nó đi chứ sao, đơn giản mà. Rồi bạn không buồn hả? Chết đi, bạn không tổn thương hả? Cũng chẳng biết nữa, nó buồn chiều rồi. Hơi khó hiểu một chút xíu nha. Rồi thì vừa qua tới câu hỏi thứ hai, thì tự nhiên bây giờ cuộc đời đi, nó cho bạn một người con trai hơi nhạt nhẽo một xíu, liệu bạn có thể chấp nhận được không? Cũng cần suy tính lại. Cần suy tính lại hả? Hết rồi, nhưng mà lỡ phải cho nó ăn muối nhiều vào chứ nó nhạt quá không được. Trời ơi không được nha. Nhưng mà bạn có nghĩ rằng là bạn sẽ thay đổi được người đó không? Well, chắc có thể hoặc là không. What the hell? Chắc có thể hoặc là không. Why? Tại sao? Bạn chắc người ta sao hiểu được ba. Trời ơi. Vậy tức là bạn vẫn sẽ chấp nhận và bạn vẫn muốn là bạn ấy sống là chính bản thân bạn ấy đúng không? Well, có một cái mức nhất định thôi. Ừ, tức là nếu mà yêu bạn thì vẫn phải làm sao mà để hòa hợp được với bạn. Đúng. Đúng rồi, có ok. Đúng rồi, một lý do. Một chàng trai quá là tuyệt vời. Thế do thực lực mà. Không sao hết. Biết đâu tập ngày hôm nay phát sóng lên bạn sẽ có được nhiều cơ hội hơn thì sao, đúng không? Không chỉ một mà quá nhiều cơ hội luôn, đúng không? Bạn hãy mong chờ cái điều đó đi nha. Rồi ok. Sao bạn muốn nói gì nè? Không gì để nói hết á. Rồi. Rồi ok, mình hiểu rồi. Thì cái cuộc phỏng vấn ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Mình xin chúc bạn ngày càng thành công và sẽ tìm được một hạnh phúc của cuộc đời mình. Vậy ha, mình cảm ơn bạn ha. Cảm ơn. Ngày hôm nay mình quay mình cảm thấy là nó không có mệt như mọi ngày và thật sự rất là thú vị luôn á. Thì nếu mà mọi người thích thì mọi người cho mình một like, một share như mọi khi nha. Cảm ơn tất cả mọi người.